Nói cho bạn một bí mật, ở Hungary, học hỏi Dominic Szoboszlai là Busquets mới. Ngay còn thi đấu tại Đức, lối chơi của anh được so sánh với huyền thoại người Bồ Đào Nha, Rui Costa. Sau hơn 2 tháng hòa nhập tại Anh, Szoboszlai lại được so sánh với một huyền thoại khác của Premier League là David Beckham nhờ khả năng điều bóng chính xác đến bất cứ vị trí nào trên sân bằng chân phải. Thậm chí còn nhỉnh hơn sự năng động và khả năng di chuyển. Nhưng, đối với các cổ động viên Liverpool, Dominic Szoboszlai chỉ có thể làm liên tưởng đến một hình tượng, Steven Gerrard, người thủ lĩnh huyền thoại của họ. Vì sao lại nói như vậy á? Hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go đi phân tích ngay sau đây. Nhưng trước đó, hãy để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những nội dung hấp dẫn từ kênh. Ngoài ra, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay 5go.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cổ giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Nếu phí chuyển nhượng được đo bằng niềm tin của các cổ động viên thì tân binh của Liverpool, Dominic Szoboszlai sẽ sớm trở thành cầu thủ bóng đá trị giá 1 tỷ bảng. Đơn giản thôi, các cổ động viên Đức Cảng nổi tiếng với sự cuồng nhiệt cùng niềm tin ủng hộ mãnh liệt vào đội bóng và cầu thủ. Và họ cũng thường xây dựng nên những hình tượng được yêu thích nhất. Ví như người thủ lĩnh thủy chung Steven Gerrard, mái tóc vàng lướt đi trong gió Fernando Torres, hay mới đây là vua Ai Cập Mohamed Salah. Giờ, các Liverpoolian đang say đắm một biểu tượng mới, máy phóng lựu Dominic Szoboszlai. Đó là cách gọi mới nhất của huấn luyện viên Jurgen Klopp dành cho cậu học trò thân binh. Càng ngày, Szoboszlai càng thể hiện tầm vai trò và sức ảnh hưởng tại Anfield. Cầu thủ người Hungary giống như là Steven Gerrard ở khả năng tấn công từ xa. Đó là lý do mà huấn luyện viên Jurgen Klopp gọi là máy phóng lựu, song song với thể lực và khả năng truyền những đường bóng có độ sát thương cao. Giờ đây, Dominic Szoboszlai đã chứng tỏ mình có thể thách thức được ông bạn thân Erling Haaland bằng cách giúp Liverpool thách thức ngôi vô địch Premier League của Man City. Vâng, không đùa đâu, vì Liverpool đang bám đuổi giáo giết Man City trên bảng xếp hạng và Dominic Szoboszlai trở thành chỉ huy của họ từ tuyến giữa. Có rất nhiều cái tên nổi bật đang tỏa sáng tại Liverpool, bao gồm cả tân binh như Alexis Mac-Allister. Ở vòng đấu vừa qua, nhà vô địch World Cup đã tung ra một đường truyền thiên tài loại bỏ gần hết hàng phòng ngự của West Ham. Nhưng không thể bỏ qua nguồn năng lượng vô tận của Dominic Szoboszlai, yếu tố giúp Jacob luôn hừng hực khí thế trong hiệp 2 ở giai đoạn đầu mùa giải này. Lại nói về nguồn năng lượng, về hiệp 2 hừng hực lửa đam mê, các Liverpoolian sẽ ngay lập tức nhớ về trận chung kết lịch sử tại Istanbul năm nào. Nhớ về người đội trưởng luôn hô hào và chạy bằng 200% sức lực để mở ra cuộc ngược dòng thần thánh trước AC Milan. Còn ai ở đây ngoài Steven Gerrard nữa? Những sự lý tưởng từ phong cách chơi, thứ tinh thần thi đấu, thậm chí đến cả dáng vẻ đều đưa ra một kết luận. Dominic Szoboszlai thật sự giống Steven Gerrard mới của Liverpool. Hãy nhìn cách ngôi sao người Hungary vung chân sút sấm sét. Hãy nhìn cách ngôi sao người Hungary nhảy lên không trung ăn mừng. Hãy nhìn cách ngôi sao người Hungary giơ cánh tay hướng trái tim mình về các cổ động viên Liverpool. Giống, rất giống, hình tượng thủ lĩnh năm nào đã thực sự hiện về. 8 năm sau khi Steven Gerrard rời đội, có lẽ Liverpool đã tìm được một cầu thủ xứng đáng kế thừa chiếc áo số 8. Xin mượn một câu rap trending nổi tiếng về Dominic Szoboszlai hiện thời, gợi nhớ về Steven Gerrard năm nào. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh đã hay. 60 triệu bảng, giờ cô bỏ ra đến hiện tại có thể khẳng định hoàn toàn xứng đáng từng xu. Tân binh đến từ câu lạc bộ Leipzig đã ngay lập tức ổn định cuộc sống ở Anh và cũng quen với việc phải đối mặt với những kỳ vọng cao sau khi chuyển đến từ Bundesliga với mức giá đắt đỏ. Không như vậy, anh còn đập tan những nghi ngờ về sự hòa nhập của các bạn hợp đồng tới từ Đức. Đêm qua, một lần nữa, Szoboszlai chứng minh giá trị khi giải cứu thành công Liverpool bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp 2, tạo ra màn lội ngược dòng đánh bại Leicester City ở vòng 3 Cúp Liên đoàn. Đây là lần thứ 5 trong 8 trận đấu gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp giành chiến thắng sau khi bị dẫn bàn trước bằng màn trình diễn sức mạnh tấn công tàn bạo. Và cũng giống như các trận đấu trước, chúng được lấy cảm hứng từ Szoboszlai, anh chàng đeo chiếc áo số 8 giống như Steven Gerrard trong quá khứ. Szoboszlai được tung vào sân thay người ở hiệp 2 và chỉ mất 5 phút để tung cú sút đưa bóng vào góc cao không thành, đặt dấu chấm hết cho hy vọng gây sốc của Leicester City. Có vẻ như Szoboszlai đã dành 65 phút bên ngoài đường pitch để xem xét làm thế nào để đánh bại đối thủ nếu được tung vào sân. Đẳng cấp của nhạc trưởng người Hungary một lần nữa cất tiếng khi đội bóng cần ai nhất. Một thống kê thú vị là vị vua đích thực Szoboszlai đang lọt vào top cầu thủ thi đấu nhiều nhất mùa giải này của Liverpool, nhiều hơn cả Mohamed Salah tại Anfield. Cỗ máy năng lượng mới khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp sốc ngã ngửa người, thậm chí còn khiến đàn anh Mohamed Salah phải khóc thét. Đây là điều mà chưa có tiền vệ nào của Jurgen Klopp làm được trước đây tại Liverpool. Chỉ các tuyển trạch viên của Liverpool mới có thể chứng minh rằng họ nghĩ cầu thủ 22 tuổi này xuất sắc đến mức nào khi đáp ứng điều khoản mua lại trị giá 60 triệu bảng.
nên nhớ rằng họ chỉ đáp ứng 35 triệu bảng cho nhà vô địch World Cup Alexis Mac Allister từ câu lạc bộ Brighton. Và để chiêu mộ Szoboszlai, họ đã sẵn sàng từ bỏ mục tiêu Jude Bellingham. Dĩ nhiên, họ sẽ không làm những điều điên rồ như thế nếu không thực sự biết đẳng cấp của tiền vệ người Hungary. Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi ký hợp đồng với Szoboszlai. Cái đây đã lâu lắm rồi, nhưng ngay từ phút đầu tiên, cậu ta đã tạo được ấn tượng mạnh. Tôi không cần phải bảo cậu ta sút bóng, nhưng cậu ta biết khi nào làm được điều đó để ghi bàn bởi sở hữu khả năng sút bóng rất tốt. Bàn thắng đêm qua của Szoboszlai thực sự là tuyệt vời. Jurgen Klopp khen ngợi cậu trò hết lời trong chia sẻ gần nhất. Nên nhớ, đây cũng không phải là lần đầu tiên Dominic Szoboszlai được ví với biểu tượng Steven Gerrard của sân Anfield. Ở chiến thắng trước Wolverhampton cách đây chưa lâu, anh cũng dùng kỹ năng của mình giúp Liverpool lội ngược dòng thành công. Tiền vệ tân binh của Liverpool đã chơi rất xuất sắc trong hiệp 2 để giúp đội nhà kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số 16 trận. Trong chiến thắng gần nhất tại ngoại hạng Anh trước West Ham, Szoboszlai cũng thể hiện màn trình diễn xuất sắc. Anh chơi hay đến nỗi chuyên gia Stephen Warnock phải khen ngợi hết lời trên sóng BBC Radio Finland sau khi theo dõi trận đấu của Liverpool. Szoboszlai là một cầu thủ rất xuất sắc. Khi bạn nghĩ về một trận đấu toàn diện, về mặt thể chất, Szoboszlai thực sự là quái vật khi vượt qua các đối thủ. Cậu ấy dễ dàng vượt qua người thứ hai, thứ ba và thứ tư, thực hiện một đường chuyền. Quả thực, cựu tiền vệ của câu lạc bộ Leipzig sở hữu tất cả những phẩm chất mà Jurgen Klopp cần trong quá trình tái thiết đội bóng, đặc biệt là hàng tiền vệ vốn đã tan hoang sau một mùa hè đầy biến động với vô số trụ cột phải ra đi. Szoboszlai vì thế được nhắm đến như một tiền vệ hoàn thiện, người dẫn dắt lối chơi và chỉ huy các đồng đội trong những thời điểm khó khăn. Ví như ở trận đấu đêm qua, sau khi Cody Gakpo ghi bàn cứu hòa một đều, Szoboszlai đã tung ra cú đấm hạ gục Leicester City trước khi cú đánh gót táo bạo của Diogo Jota giúp Liverpool tiếp tục duy trì mạch toàn thắng. Cũng cần nói thêm rằng, cầu thủ người Hungary không những dồi dào thể lực, giàu tinh thần chiến đấu để chơi gegen pressing như Jurgen Klopp mong muốn, mà anh còn sở hữu nền tảng kỹ thuật cực kỳ tốt. Nhờ đó, tiền vệ sinh năm 2000 mang lại một phương án chuyển bóng sáng tạo cho các cầu thủ trên hàng công. Không ngạc nhiên, khi huấn luyện viên Jurgen Klopp coi Szoboszlai như một nhân tố tạo ra sự khác biệt. Và vì vậy, ông sẽ luôn luôn muốn anh thi đấu trên sân, đặc biệt là khi trận đấu chưa kết thúc. Một điểm quan trọng khác là tính linh hoạt của cầu thủ người Hungary. Szoboszlai có khả năng vận hành và phát triển mạnh ở nhiều vai trò và đã xuất sắc trở thành số 8 kiểu mới hay số 6 gây bất ngờ cho Liverpool. Thậm chí có thể không lâu nữa, chúng ta sẽ thấy anh bên phía cánh phải, vị trí từng chơi cho câu lạc bộ Leipzig để thay thế chính tương lai lớn nhất tại Anfield hiện tại là Mohamed Salah không chừng. Nhưng chưa cần đến ngày đó, Dominic Szoboszlai giờ đây đã là một cầu thủ rất quan trọng của Liverpool, của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Một Steven Gerrard mới. À không, đừng so sánh mất hay. Hãy gọi Szoboszlai là người Magia kỳ diệu.